ra Phương nghĩ là mọi người thì nói là Phương lột xác và Phương thay đổi, nhưng mà với dưới quan điểm của Phương thì Phương không lột xác, Phương cũng không thay đổi, Phương không biến thành ai hết. Chỉ đơn giản là Phương cởi mở hơn với bản thân mình thôi. Tất cả những cái điều mà trước đây Phương từng cảm thấy e ngại phải thể hiện trước mọi người, ví dụ như là tính cách của mình hay là những cái thứ âm nhạc của mình thích, thì Phương vẫn có một cái sự e dè nhất định. Nhưng mà đến năm 2018 này là cái cơ hội để cho Phương cởi mở bản thân với tất cả mọi người. Cho nên cái hình ảnh mà Phương đang thể hiện, âm nhạc Phương đang theo đuổi, nó là con người Phương, chứ không phải sự lột xác của Phương. Lâu nay em luôn một mình, lâu không quan tâm đến người nào. Phương vẫn luôn tự đánh giá mình là người trưởng thành chậm, mà thậm chí có người đánh giá Phương là bị trưởng thành ngược. Bây giờ Phương giống như là một cô gái mới lơ ngơ và nhìn thấy cái gì cũng mới, nhưng mà Phương rất thích điều đấy. Phương nghĩ là đến cái lúc này mình mới sẵn sàng để có một cái thế giới quan mà lạc quan và bỡ ngỡ với mọi thứ như thế. Phương nghĩ rằng là cái thời gian mà mình hát ballad, cái thời gian mà mình trải nghiệm với cái nghề ca sĩ, cái con số 7 năm nó là một con số cần thiết để có được Phương như thời điểm hiện tại. Phương không thay đổi, Phương chỉ cởi mở hơn thôi. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một ai, bên nhau hay thôi, chỉ mỗi lời yêu. Phương không phải là một người mà làm cái gì cũng làm theo một quán tính, mà Phương luôn biết là mình muốn gì. Và Phương luôn trao đổi cái mong muốn đấy của Phương với ekip của mình. Cụ thể là với Tiên đã gắn bó với Phương trong rất là nhiều năm. Và cái thời điểm hiện tại cái team làm việc âm nhạc của Phương là gồm có 4 nhạc sĩ đang làm việc chung với Phương, chứ không phải một mình Tiên. Thế nhưng mà team của Phương luôn tự tin là mọi người rất là hiểu nhau, mọi người rất là biết Phương muốn gì, mọi người rất là biết khả năng của Phương ở đâu. Thì Phương nghĩ rằng là cái môi trường làm việc luôn lạc quan và luôn có những cái energy rất là tốt, truyền năng lượng tương hỗ cho nhau, nó chính là cái yếu tố cần thiết để mà Phương có những sản phẩm tốt, chứ không phải là mình cố tìm đến một cái người thật là giỏi, mình hợp tác cùng với họ mà bản thân mình không biết là mình có gì và mình muốn gì. Quan trọng nhất là mình phải hiểu bản thân mình muốn gì trước đã. Em luôn vui, em hiền lành, không hay đi chơi nấu ăn ngon. Trước khi mà một sản phẩm của Phương đi đến được với công chúng thì Phương không kỳ vọng là nó sẽ trở thành một bài hit rất là lớn. Nhưng mà Phương luôn cố gắng hết sức để mà cái sản phẩm của mình khi mà đưa đến người nghe nó ở trạng thái tốt nhất. Tức là Phương phải làm hết khả năng của mình, cũng như là ekip của mình phải làm hết khả năng của mình để có một cái sản phẩm hoàn chỉnh đến các bạn khán giả. Cho nên là Phương không tự tin mình là một người mà sản phẩm nào cũng gây dấu ấn ở trong lòng khán giả đấy. Nhưng mà Phương luôn tự tin là những sản phẩm mà Phương ra mắt nó chỉnh chu nhất ở trong khả năng của Phương. Nếu anh có yêu nói đi lại gì. Cái mong muốn của không phải là cái mong muốn về chuyện là mình sẽ trở thành ai hay sản phẩm của mình sẽ thành công đến mức nào. Ý Phương là cái mong muốn của mình là sản phẩm của mình nó sẽ như thế nào, nó sẽ là dòng nhạc gì, nó sẽ có tính cách gì, nó có phù hợp với tính cách của mình hay không. Thì trong những cái sản phẩm mới mà Phương sắp ra mắt, mọi người sẽ nhìn thấy một cái version rõ nét nhất về Bích Phương. Tức là tính cách của Bích Phương như thế nào, rồi là quan điểm sống của cô ấy ra sao, âm nhạc mà cô ấy đang thích là âm nhạc gì. Nó sẽ làm, nó tất cả những cái yếu tố đấy nó sẽ nằm ở trong album Bon 2 sắp ra mắt của Phương. Đến thời điểm hiện tại thì Phương nghĩ rằng là mọi người có thể gọi đây là album Bon 2 của ca sĩ Bích Phương. Thế nhưng mà Phương chỉ tự cho mình là giống như kiểu là cái hình ảnh đại diện của cả một tập thể rất là nhiều người. Và cái trách nhiệm của Phương là đại diện cho cái công sức đấy, chứ không phải là tất cả cái album của Phương nó là công sức của một mình Phương. Đấy là cái kết quả của rất là nhiều giờ làm việc, rất là nhiều ngày làm việc, rất là nghiêm túc và dưới sức, tức là Phương nghĩ rằng là sự cố gắng của rất là nhiều người. Cho nên là Phương tự tin rằng là đây là một sản phẩm âm nhạc mà nó tốt nhất ở trong khả năng của Phương. Và Phương nghĩ là nó mới mẻ so với thị trường, và Phương rất là hy vọng rằng là các bạn khán giả sẽ đón nhận cái sản phẩm này.